Chào mọi người, gần đây thì mình nhận được thông tin từ nguồn đó là sẽ cùng với các bạn light worker khác sẽ lan tỏa cho mọi người cái thông điệp về các cái nguyên nhân chính gây ung thư, cũng như là trong thời gian tới thì sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái loại thực phẩm và những cái phương pháp để mà có thể chữa lành ung thư. Đương nhiên là chúng ta cũng biết rằng là bệnh ung thư hiện tại thì đang gia tăng rất là nhanh, đặc biệt là trong thời kỳ bão bình sắp tới khi trái đất đi vào cái điểm cận nhiệt. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, trái đất đã bước vào cái thời kỳ chuyển lên thế giới 5D, và trong cái khoảng không gian mà gần mặt trời như vậy thì rất là nhiều những cái từ trường và sức nóng của mặt trời khiến cho tần số rung động của trái đất tăng lên. Và phần lớn thì chúng ta đang có tần số rung động là dưới 350 Hz, và các bạn có thể dễ dàng mua các cái thiết bị đo bovis để các bạn có thể kiểm tra được cái tần số năng lượng của mình. Trong khi đó thì trái đất 5D thì tần số năng lượng phải từ 432 Hz trở lên. Điều này có thể dẫn đến việc là bất cứ ai mà tần số năng lượng thấp hơn so với mức 432 thì trong khoảng từ đây đến tháng 6 năm 2024, chúng ta sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái dấu hiệu của mệt, của bệnh, và nó là cái dấu hiệu báo hiệu rằng là chúng ta có thể có ung thư. Video sau thì mình sẽ đưa các cái dấu hiệu này để các bạn có thể kiểm tra. Biết đâu thì lâu nay mình đang có nhưng mà mình chưa biết, và đến lúc mà chúng ta biết đó, thì nó đã muộn rồi. Nên là cái quá trình điều trị nó sẽ khó khăn hơn. Và vì vậy thì cho dù là chúng ta chưa được chẩn đoán là đang có ung thư, chúng ta cũng phải luôn ngừa. Bởi vì ung thư nó là một cái loại bệnh mà nó được gây nên do cái việc thay đổi các cái chức năng về sinh sản, tăng trưởng và chức năng của các tế bào. Và nó biến các tế bào bình thường trở nên bất thường và trở thành đột biến và tăng sinh một cách không kiểm soát, xâm lấn các mô ở gần hay còn gọi là xâm lấn cục bộ, và ở xa hay còn gọi là di căn. Thì cái việc này nó diễn ra qua hệ thống bạch huyết hoặc là mạch máu, và di căn là nguyên nhân gây tử vong chính của ung thư. Những thuật ngữ khác của ung thư là khối u ác tính hay là tân sinh ác tính, hoặc là các bạn cũng thấy rằng là ung thư thì thực ra thì nó sẽ không phải là một loại, mà nó có thể là tập hợp của rất nhiều dấu hiệu bệnh lý khác nhau, và có hơn 100 loại ung thư khác nhau. Trong đó đến 90% ung thư phát triển dưới dạng khối u, phần còn lại không biểu hiện ở khối u như là ung thư máu hoặc là ung thư bạch huyết, ung thư da. Vậy thì tại sao chúng ta bị ung thư? Ngày nay thì không chỉ có người nghiện thuốc lá, nghiện rượu hoặc là người nghèo ăn uống thiếu hụt dinh dưỡng mới mắc bệnh ung thư đâu, mà ngay cả những người có chế độ ăn uống cẩn thận, thậm chí là rất quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe luôn, nhưng mà vẫn mắc bệnh. Tại sao vậy? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà tạm vắn tắt có những lý do tại sao chúng ta mắc bệnh ung thư như sau. Nguyên nhân thứ nhất đó là do di truyền. Nếu trong gia đình đã có người mắc bệnh ung thư thì con cái có khả năng mắc bệnh ung thư rất là cao. Tỷ lệ bệnh ung thư do di truyền được cho là chiếm tỷ lệ khá cao, chiếm tới 30% số người bị bệnh ung thư. Tuy nhiên thì nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ di truyền do gen, tức là qua ADN á, chỉ chiếm khoảng 1 đến 3%. Vậy thì số 27% còn lại là do đâu? Phần còn lại là di truyền về thói quen ăn uống, thói quen hành xử, thói quen sống hàng ngày. Ví dụ nếu ba mẹ có thói quen ăn những món ăn mà nó chứa nhiều đạm hoặc là chứa nhiều dầu mỡ không không tốt, thì thói quen chế biến nó sẽ lây sang những người con, và người con cũng khó có cái thói quen đó. Cho nên khi mà mẹ hoặc là cha bị do cách ăn uống thì rõ ràng là trẻ con cũng bị thôi. Đó. Nguyên nhân thứ hai, do nhiễm độc. Nhiều hóa chất độc hại trong thức ăn hiện tại, ví dụ như là trong động vật và thực vật hiện tại, thì chúng ta thấy rằng là khi mà nuôi các cái bạn này, con người cũng đã sử dụng rất là nhiều các cái chất kích thích tăng trưởng, rồi các cái chất tăng sức đề kháng cho các cái bạn động vật thực vật này, cho nên là khi chúng ta ăn vào thì chúng ta cũng nhiễm nhiều các hóa chất độc hại. Thực phẩm, thức uống chứa nhiều chất bảo quản hoặc là chất phụ gia độc hại, rồi không khí, môi trường và nguồn nước bị ô nhiễm, thì đây là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba gồm có chế độ dinh dưỡng mất cân bằng, thói quen ăn uống thừa đạm, thừa chất béo, thiếu lượng vitamin, thiếu các khoáng chất đã gây nên sự mất cân đối trong cơ thể. Các cơ quan chức năng của cơ thể lâu ngày sẽ bị quá tải hoặc là bị thiếu hụt chất dinh dưỡng nên là hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến sự mất cân bằng nội môi của từng tế bào. Thói quen sử dụng thức ăn chế biến sẵn, thức ăn xử lý nhiệt độ cao làm mất nhiều dinh dưỡng và có rất là nhiều chất cần thiết cho cơ thể thì không có ở trong thức ăn mà chúng ta đang chế biến, do đó cơ thể bị thiếu chất. Theo thống kê của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, có đến 60% người bệnh họ mắc bệnh ung thư là do ăn uống. Nguyên nhân thứ tư là do thiếu oxy cung cấp đến các tế bào. Những người sống trong những cái khu vực mà có môi trường bị ô nhiễm
chứa nhiều độc tố, ví dụ như là gần các nhà máy này, các khu công nghiệp chứa nhiều chất thải này. Rồi sự thiếu oxy làm các tế bào biến đổi, làm sai lệch cấu trúc gen thành tế bào ung thư. Nguyên nhân thứ năm, do tổn thương tâm lý. Đây là một trong những nguyên nhân chiếm rất là đông các bạn. Suy sụp tinh thần kéo dài. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn từ bên trong mà ít ai để ý đến. Ví dụ như là gia đình có xảy ra biến cố, chẳng hạn như có người thân mất, rồi gia đình thường xuyên cự cãi, rồi bị sang chấn tâm lý do cái việc là không hợp tính nhau, rồi vợ hoặc chồng ly hôn. Tâm lý bất ổn định do áp lực công việc, áp lực con cái, áp lực tất cả những cái nợ nần hay là những cái thời gian mình phải bươn chải để kiếm tiền, thì gây mâu thuẫn gia đình cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư. Nguyên nhân gây nên bệnh ung thư không chỉ đơn thuần do một nguyên nhân gây ra, mà đôi khi thì có nhiều người là do tổng hợp của nhiều nguyên nhân gây ra luôn. Ung thư không đơn thuần là triệu chứng bệnh, nó là phản ứng của cơ thể báo hiệu cho ta biết cơ thể chúng ta đang bị lỗi. Nó là kết quả của quá trình lỗi hệ thống. Xin lỗi các bạn là heo kem hơi ồn nhé. Nó là kết quả của quá trình lỗi hệ thống từ rất nhiều tháng, năm trước khi các bác sĩ thông báo cho chúng ta mắc ung thư. Và hệ thống cơ thể của chúng ta bị lỗi nên tế bào ung thư mới có cơ hội để phát triển. Do độc tố và do nhiễm khuẩn thì các gốc tự do và nhiều nguyên nhân khác làm sai lệch DNA của chúng ta, khiến tế bào bình thường biến thành tế bào bị lỗi, hay còn gọi là tế bào ung thư. Bất cứ ai trong chúng ta đều có tế bào bị lỗi xuất hiện trong cơ thể, và các tế bào bị lỗi này cũng được phát triển nhân đôi mỗi ngày như tế bào bình thường và không kiểm soát được. Trong cơ thể chúng ta có đến hơn 60.000 tỷ tế bào. Toàn bộ các tế bào đều nhân đôi và chết đi hàng ngày để thay thế tế bào mới. Đương nhiên là cả tế bào bị bình thường và tế bào bị lỗi thì đều có thể chết đi và thay thế hết. Mỗi ngày trôi qua có 300 tỷ tế bào được thay thế trong cơ thể chúng ta. Nếu tỷ lệ các tế bào do các nguyên nhân trên mà bị lỗi chiếm tỷ lệ khoảng 1 trên 1 triệu thì mỗi ngày trong cơ thể chúng ta xuất hiện khoảng 3 triệu tế bào bị lỗi. Vậy thì bất kỳ ai trong chúng ta đều có tế bào bị lỗi. Nhưng tại sao lại có người mắc ung thư, có người lại không mắc? Bởi lẽ là khi tế bào bị lỗi xuất hiện, hệ miễn dịch của chúng ta xuất hiện để thanh trừ nó. Trong hệ miễn dịch của cơ thể có đến 20.000 tỷ trong tổng số khoảng 60.000 tỷ tế bào với 130 loại tế bào khác nhau. Mỗi tế bào hay một nhóm tế bào sẽ thực hiện chức năng riêng biệt. Chúng có thể điều chỉnh hoặc là tiêu diệt tế bào lỗi và có thể lên đến hàng triệu mỗi ngày. Đương nhiên ở đây thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là ai có hệ miễn dịch khỏe thì nó sẽ tốt hơn hẳn so với hệ miễn dịch yếu. Và trường hợp mà quá trình xảy ra các cái lỗi tế bào này nó diễn ra quá nhiều thì có thể gây nên tình trạng bệnh lý nặng mà mình nói đó là ung thư. Nó có thể diễn ra từ 3 đến 5 năm hoặc là có khi thì chỉ vài tháng. Khi hệ miễn dịch ngày càng suy giảm thì thực ra nó gây ảnh hưởng đến cơ thể và đòi hỏi cơ thể chúng ta sẽ có cơ chế tự chữa lành. Tuy nhiên thì cái nguyên nhân nào đã dẫn đến cái tình trạng này? Thực ra thì cái nguyên nhân chính mà hầu như là các nhà nghiên cứu và các bác sĩ đều thấy đó là thiếu hụt chất dinh dưỡng lâu ngày và ăn uống mất cân bằng. Thừa rất nhiều chất béo, đạm làm cho các chức năng trong cơ thể rối loạn chuyển hóa, mất cân bằng nội môi và giảm khả năng thích ứng của cơ thể. Ngoài ra thì do quá trình căng thẳng, stress kéo dài, tất cả những cái vấn đề này đều làm cho hệ miễn dịch bị suy yếu. Và tóm lại, ung thư là kết quả cuối cùng của sự hỗn loạn về chuyển hóa trong cơ thể. Nó diễn ra âm thầm trong toàn bộ cơ thể. Sự rối loạn từ từ của các cơ quan chức năng như là gan, thận, tụy, thần kinh, hệ bài tiết, hệ miễn dịch là sự mất cân bằng giữa sức mạnh của các hệ thống miễn dịch và số lượng của tế bào ung. Điều đó có nghĩa là nếu có tế bào ung thư bị lỗi càng nhiều thì hệ miễn dịch ngày càng suy yếu và ngày càng có nguy cơ là bị ung thư cao. Một người trong suốt đời của họ không được chẩn đoán mắc bệnh ung thư là do có một hệ miễn dịch đầy đủ và tốt, có thể kiểm soát mọi tế bào ung thư. Vậy trong hàng ngày, cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta đang sử dụng những cái sản phẩm nào hoặc là có những cái hoạt động nào trong quá trình mà chúng ta sinh sống nó là nguyên nhân chính nó tiềm ẩn gây ra bệnh ung thư, thì cái bài đầu tiên ta sẽ nói đến 10 cái vật dụng trong nhà mà nó có thể gây ung thư nha. Mình sẽ trích lại một cái video của Know How. In today's modern world, we are surrounded by many everyday items that we don't even think twice about using. You may be surprised to know that some of these items can actually be harmful to our health and can even increase the risk of developing cancers and other chronic diseases. Let's explore some of the most common household items that can cause cancer. We'll also tell you how you can protect yourself and your family from their harmful effects. So, let's get started. Number one,
non-stick cookware. Cookware is an essential part of any kitchen, but it's important to choose the right type for the sake of our health. Non-stick cookware has become very popular nowadays, but studies have shown they can have detrimental effects on our health. When heated, non-stick cookware releases a range of toxic particles and gases that can be harmful to our bodies. These toxic particles and fluoride-based gases are known to be carcinogenic, which can lead to various forms of cancer. To ensure your health and safety, switch to alternative cookware, such as glass or ceramic pots, and pans that don't release toxic compounds. Before we move on, please take a moment to subscribe to the channel and hit the bell icon. If you find our videos helpful, please support us by becoming a patron. Lát nữa mình sẽ để cái đường link của cái kênh này ở dưới cái phần comment nha. Có một trong những cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ thêm ở đây đó là cái vừa nãy chúng ta thấy đó là chảo chống dính và các nồi chống dính. Thì thực ra thì thời gian gần đây khi mà thực hiện một số cái nhiệm vụ trong quá trình làm nhiệm vụ của cái hoạt động training Lightworker thì mình có mua về một cái nồi để mà giống như kiểu là mình sẽ hầm cho nó nhanh chín và nhanh mềm á, và nó họ có quảng cáo là có cái lớp chống dính này. Thì sau khi mình dùng khoảng đâu chừng một tuần á, mình thấy bắt đầu có hiện tượng mong tróc. Cái chi phí nó cũng rẻ thôi các bạn. Và sau đó thì mình để nó vào rửa, thì khi mà mình rửa xong mà nước trong nồi nó còn, thì một buổi sau mình thấy nó có bán sắt nổi lên rất là nhiều. Từ đó thì mình quyết định là không sử dụng cái nồi này để nấu nữa. Và mình hiểu là trong cái phần mà bài tập mà họ tổ chức cho mình ấy, thì họ có đưa cho mình một số cái lựa chọn để mình sẽ hiểu được cái bài học là vì sao những cái vật dụng này nó có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây ung thư. Rõ ràng là khi mà mình bắt đầu rửa cái nồi này xong rồi là mình để nó vào trong kệ, tuy nhiên thì có nước ở môi trường xung quanh nó đi vào chẳng hạn vậy, thì nó rỉ sắt nó lên một lớp luôn đó các bạn. Do đó thì chúng ta nếu đang có sử dụng các cái chảo này thì chúng ta lưu ý rằng là ở những chảo nào mà nó tróc rồi thì chúng ta bỏ đi, còn nếu mà chưa tróc thì chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng, và sau này thì chúng ta thay thế bằng các cái chảo mà nó phù hợp hơn, ví dụ như là chảo bằng gang chẳng hạn, gang có sơn nó sơn tĩnh điện đấy. Number 2, artificial sweeteners. Sugar is a common ingredient in many processed foods, and as people become more health conscious, they often turn to sugar alternatives as a way to reduce their sugar intake. However, not all sugar alternatives are created equal, and many commonly used ones can be detrimental to your health. Some of the most popular artificial sweeteners like acesulfame K, aspartame, saccharin, and sorbitol are linked to a range of health concerns, including carcinogenic effects and digestive issues. Instead, natural sweeteners like stevia, erythritol, xylitol, and baking syrup can be very good alternatives to artificial sweeteners, as they offer many health benefits, including lower blood pressure, improved bone density, and the promotion of healthy gut bacteria. Và rõ ràng là chúng ta thấy rằng là việc chúng ta chuyển từ cái việc sử dụng đường trắng sang sử dụng đường vàng hữu cơ và sang sử dụng một số cái loại đường từ thực phẩm, chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là đường từ cỏ ngọt hoặc là đường từ một số cái như là cam thảo. Ví dụ chúng ta pha trà thì chúng ta có thể bỏ 1-2 lát cam thảo vào thay vì bỏ đường, hoặc là chúng ta có thể pha bằng cỏ ngọt, hoặc là chúng ta sẽ nấu nướng và có thêm cái muối ô mai bỏ vào, thì các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ giảm lượng đường, bởi vì ngoại trừ gluco thì có thể cung cấp trực tiếp đường trực tiếp, còn các loại đường khác như là đường fructose hoặc là đường sacramento thì nó không hề có lợi cho sức khỏe. Và vài bữa nữa thì mình sẽ chia sẻ thêm các cái chuyên đề về việc là chúng ta sử dụng đường như thế nào, và có nguyên một cái chủ đề về cái chuyện sử dụng đường luôn. Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta nên chuyển sang sử dụng các loại đường tự nhiên, còn các loại đường mà đã tinh chế thì gần như là cơ thể mình sẽ không có hấp thu được, và nó hấp thu ít, đó gây nên là nó sẽ tích động ở trong cơ thể, gây mỡ nội tạng và gây mỡ máu đó. Và cái thứ ba chúng ta nói đến đấy là chai plastic, tức là chai. Number 3, plastic bottles and food containers. Plastic has become an integral part of modern society and is commonly used in almost everything, from water bottles to food containers. However, what many people don't realize is that plastic is not only harmful to the environment, but also to our health. The chemicals in plastic, such as bisphenol A, can leach into the food or liquid we consume and can have negative effects on our health. Bisphenol A has been linked to various health problems, including behavioral issues,
brain development problems, and prostate gland problems in fetuses, newborn babies, and young children. To avoid these harmful effects, it is important to switch to reusable metal or glass water bottles and food containers. This can not only help keep us safe, but also reduce plastic waste, making it a win-win situation. Number 4. Ở chỗ này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là những cái thói quen mà chúng ta hay tiện, chẳng hạn như là thay vì ví dụ cả nhà chở nhau đi ăn sáng đi, thì chúng ta sẽ cử một người đi mua về và sau đó thì sẽ đựng ở trong các hộp nhựa hoặc là túi ni lông và xách về nhà đổ ra. Tại sao chúng ta không chở nhau đi ăn sáng? Việc mà hai vợ chồng chở nhau đi ăn sáng và cùng nhau ăn ở đó thì nó rất là thoải mái vào cuối tuần hoặc là buổi sáng sớm. Còn nếu không thì chúng ta nấu ở nhà. Chúng ta không nên sử dụng những cái sản phẩm chai nhựa hoặc đồ dùng nhựa một lần. Và đặc biệt là những cái mà miễn phí thì nó lại càng rẻ và càng tiềm ẩn nguy cơ. Rõ ràng là các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đâu có biết được là cái chất nào trong số đó thì nó sẽ gây tác hại như thế nào đâu. Và vì vậy thì khi mà chúng ta đã biết cụ thể rồi thì chúng ta sẽ hành động như thế nào, đó là tùy thuộc vào cách các bạn lựa chọn. Những cái này nó tích mỗi thứ một thứ lại một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó gây nên cái hệ quả mà hiện tại đang báo động về bệnh ung thư đó. Air fresheners. Certain chemicals found in air fresheners are often linked to respiratory problems, including asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Studies have shown that frequent exposure to air freshener fumes can irritate the throat, nose, and lungs, leading to coughing, wheezing, and difficulty breathing. In addition to respiratory problems, some of the chemicals in air fresheners have been linked to hormonal imbalance in women, developmental problems in children, and even certain types of cancer. To avoid the harmful effects of air fresheners, consider using natural alternatives such as essential oils or fresh flowers. These alternatives not only smell great, but also provide a natural, safer, and healthier environment for you and your family. Number 5. Commercial cleaning products. Cái máy làm mát không khí mà được đề cập ở đây đó là mấy cái bình xịt làm cho không khí xung quanh nhà của bạn nó sẽ tươi mới hơn đó. Many of us have a wide range of commercial cleaning products stored in our homes, believing that they will keep us healthy and germ-free. However, studies have shown that these products may be causing more harm than good. Certain cleaning products can cause respiratory problems, especially in people with asthma or other respiratory issues. Additionally, many of these products contain hormone disruptors, which can interfere with the body's hormonal balance and lead to various health problems. Fortunately, natural cleaning alternatives such as vinegar and baking soda offer a safer, more eco-friendly option that can effectively disinfect your home without the harsh side effects. So next time you're cleaning your house, consider ditching the harmful commercial cleaners and going the natural route. Number 6. Toothpaste. Toothpaste is a... Chỗ này thì mình nói thêm một chút xíu, đó là trong quá trình mình thiền năng lượng và mình lên cấp năng lượng đó, thì mình sẽ phải thường xuyên tiến hành các cái việc thanh tẩy năng lượng ở trong nhà. Và mình phát hiện ra rằng là tất cả những cái sản phẩm lau nhà có sẵn đó, thường thường là nó cũng không sạch nhiều lắm đâu. Và vừa rồi thì mình có cái nhiệm vụ đấy là mình lau dọn và thanh tẩy năng lượng âm tính ở trong nhà, thì có sử dụng cái cách, nó không giống như cách trong video này là baking soda pha với muối đúng không? Đó, còn cái phương pháp mà mình được học, nói chung là sẽ có rất nhiều, phải bữa nay mình sẽ có cái video về việc đấy luôn. Thì chúng ta sẽ có nhiều giải pháp, nhưng một trong những giải pháp mà để giúp cho lau dọn sạch nhất đó là sẽ dùng muối hột pha với cái tỷ lệ là 0.9%, và sau đó thì sẽ để vào đấy thêm một ít giấm táo hoặc là giấm gạo cũng được, nhưng mà giấm nuôi đó các bạn, ít thôi, một vài muỗng thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng để lau dọn, thì từ lau nhà đến lau kệ đã sạch bong kinh kít luôn. Và sau khi đó thì sẽ khử cho nó thơm nhà, và đồng thời sẽ mời các cái khí tốt vào trong nhà, thần khí vào trong nhà, bằng cách là sẽ làm một cái thau cũng vừa, không cần lớn lắm đâu, rồi pha vào đó một ít bột quế và một ít giọt chanh, khoảng chừng 1-2 muỗng cà phê bột chanh cho một cái thau để mà làm nước lau nhà. Thì khi mà lau nhà bằng cái hỗn hợp đó, nhà cực kỳ sạch và thơm.
Cho nên là điều mà mình nhận thấy đó là đôi khi chúng ta kiểu như là không tìm hiểu về cái cách để làm sạch tự nhiên, và chúng ta cũng không biết là khi mà làm sạch tự nhiên như vậy nó còn thanh tẩy những cái năng lượng tiêu cực âm tính nữa, nên chúng ta xài các cái sản phẩm mà nó có sẵn ở trên thị trường thì nó không được tốt lắm. Chúng ta nên tự làm. Staple of our daily oral hygiene routine, but many of us are unaware of the harmful chemicals it may contain. Saccharin, a popular artificial sweetener, is often found in toothpaste and has been classified as a possible human carcinogen. Not only that, but excessive use of fluorides has also been linked to a range of health issues, from tooth cavities to thyroid damage. Fortunately, there are natural alternatives to traditional toothpaste, such as coconut oil, which has been shown to have antimicrobial properties that can fight harmful bacteria in the mouth. You can also switch to a healthier toothpaste alternative to avoid the potential health risks associated with synthetic toothpaste. Number 7, shampoo. The anti-dandruff shampoo. Và nhân cái việc này thì mình cũng sẽ nói về cái dầu đầu luôn. Hồi xưa thì mình có theo các cái cộng đồng sống lành á, thì cái việc nấu dầu đầu á và làm nước lau nhà, nước rửa bát á là cả năm sáu loại gọi là từ củ quả, rau, hoa, ví dụ bồ kết nè, rồi sả nè, rồi chanh nè, rồi hoa hồng nè, rồi cỏ mần trầu nè, đủ thứ hết á, cả 7-8 loại, thậm chí là có những cái công thức hàng chục loại. Nhưng mà thực ra thì cái điều quan trọng nhất vẫn là làm sao cho sạch. Cho nên là trong quá trình mình đi thực hiện việc gọi là đã thông kinh mạch ở một số cái spa dưỡng sinh thì họ có gội đầu cho mình. Và thực ra cái nước gội đầu đầu tiên để mà có thể làm sạch cái đầu và loại bỏ những cái chất bẩn đó, đơn giản đó, chỉ có bột kết thôi, không có phức tạp gì hết, chỉ có bột kết thôi, kiểu vậy đó. Cho nên là hãy quay trở về với các cái phương pháp mà làm sạch, làm đẹp tự nhiên ngày xưa mà ông bà hay dùng, bởi vì nó vừa rẻ mà nó vừa an toàn nữa. Has been a go-to product for many people with dandruff, but it is not without risks. The active ingredient in many of these shampoos, methylchloroisothiazolinone, is a suspected mutagen, which means it may cause changes in DNA that can lead to cancer. Additionally, the manufacturing process of some shampoos can contaminate them with a potentially carcinogenic compound called 1,4-dioxane. While there are many alternatives to these shampoos, it's important to read labels and be aware of the ingredients in your personal care products to avoid harmful chemicals that could harm your health. Number 8, mothballs. Mothballs are often băng phiến này nó là cái mã não, não và lông não mình hay bỏ vào tủ. Seen as a quick and easy solution to protect your clothes from pesky moth infestations. However, the health risks associated with their use cannot be ignored. The active ingredient in most mothballs, called naphthalene, is a highly toxic substance that can cause severe damage to the liver and kidneys. In addition, it can also lead to the development of hemolytic anemia, a condition in which the red blood cells get damaged, leading to symptoms like fatigue, weakness, and shortness of breath. Naphthalene has also been classified as a possible human carcinogen based on animal studies. Therefore, it's important to use natural methods to protect your clothes, such as natural moth repellents, to avoid any potential health risks. Number 9. Antibacterial soap. Triclosan is an antimicrobial agent that is commonly found in soaps and other personal care products. FDA has reportedly banned the use of triclosan in certain products, including soaps. Natural soap made with essential oils and plant-based ingredients can provide a healthy alternative to antibacterial soap. Unlike commercial soaps, natural soap does not usually contain harmful chemicals like triclosan. Additionally, natural soap is usually biodegradable, meaning it won't contribute to the pollution of the environment. Using essential oils such as tea tree oil, lavender essential oil, and eucalyptus essential oil in the soap can also provide antibacterial properties. Making your own natural soap is a simple process that can be done at home using basic ingredients like coconut oil, shea butter, and lye. Not only it can keep your hands clean, but can also keep your body and the environment healthy. Number 10, flea and tick treatment. While flea and tick infestations can be a nightmare for pet owners, it's important to be aware of the potential risks of using certain treatments.
Many popular flea and tick products contain toxic chemicals, such as fipronil. This chemical has been linked to a range of health issues in both animals and humans, in addition to causing skin irritation and other mild symptoms. High amounts of fipronil can also lead to seizures, vomiting, and headaches in both dogs and cats. And while more research is needed, the substance is also considered a possible human carcinogen, meaning it has the potential to cause cancer in humans. If you're concerned about the safety of flea and tick treatments for your furry friend, speak with your vet about alternative options that may be less toxic. Thank you for watching and subscribing to the channel. See you in the next video. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái nguyên nhân tiềm ẩn xung quanh cuộc sống của chúng ta có thể gây nên cái bệnh ung thư. Và check this out. Want a quick mình sẽ có thêm nhiều những cái chủ đề để mà có thể sẽ chia sẻ về cái vấn đề này nữa. Bài hôm nay thì của chúng ta đến đây là hết, và mình có sử dụng một số cái tư liệu của Know How. Đương nhiên là mình có để cái đường link của cái video này ở dưới comment cho các bạn. Rất là mong là các bạn có thể vừa xem vừa ghi chú lại những cái nội dung quan trọng vào trong cái phần chat ở phía dưới, và đồng thời các bạn chia sẻ những cái suy nghĩ của các bạn để cộng hưởng năng lượng nha các bạn. Một trong những cái việc để mà nâng cao năng lượng của tâm thức đám đông đấy là chúng ta sẽ rút ra bài học và chúng ta sẽ viết ở dưới comment, hoặc là chúng ta sẽ viết ra những cái nội dung mà chúng ta muốn được tìm hiểu thêm tiếp, để tôi sẽ là làm những cái video nó liên quan đến chủ đề ung thư này trước, giúp cho các bạn sẽ có thể có những cái lựa chọn tốt hơn. Cảm ơn các bạn và rất là mong chờ ý kiến đóng góp của các bạn nhé.